Rồi, xin chào các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn 5 tips để giúp các bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh nói chung cũng như là kỹ năng luyện nghe trong bài thi TOEIC nói riêng. Rồi, vô luôn. Thì như các bạn cũng đã biết thì kỹ năng nghe là một trong những kỹ năng phải nói là cực kỳ quan trọng ở trong bất cứ một loại ngôn ngữ nào các bạn ạ. Người ta thường hay nói là nghe nói đọc viết đúng không? Đó, bởi vậy dựa theo cái thứ tự đó là các bạn cũng biết là kỹ năng listening là thứ đầu tiên chúng ta phải cải thiện. Chúng ta phải nghe hiểu người ta nói gì thì chúng ta mới có thể trả lời được, đúng không? Vậy luyện nghe như thế nào là hiệu quả nhất? Và ở đây mình sẽ hướng dẫn với các bạn một số tip để giúp các bạn có thể cải thiện được phần này. Đầu tiên á, khi mà lựa chọn tài liệu luyện nghe thì các bạn phải đảm bảo là cái nguồn tài liệu này á nó phải đáp ứng được hai yếu tố. Thứ nhất là chất lượng và thứ hai là về số lượng các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về chất lượng trước. Thì chất lượng của tài liệu luyện nghe nó phải như thế nào các bạn? Thì ở đây các bạn nên nhớ cho mình một điều là các bạn nên lựa chọn luyện nghe những cái file hay là những cái MP3 mà nó có trình độ phù hợp với năng lực hiện tại của bản thân nha. Tức là nếu mà trình độ của các bạn đang kiểu là mất căn bản đi thì các bạn hãy lựa chọn những cái bài nghe nào mà nó dễ đó. À, nó cực kỳ dễ, nói chậm mà file thì ngắn. Đó, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ trình độ các bạn đang kiểu mất gốc mà các bạn nhào vô nghe mấy cái bài podcast cực kỳ dài, cực kỳ nhanh thì chắc chắn là rất là nản rồi. Mà nản thì chúng ta đâu có luyện nữa, đúng không? Còn đối với những bạn nào mà đang luyện nghe TOEIC chẳng hạn thì mình khuyên các bạn là nếu các bạn trình độ mất gốc thì các bạn hãy nghe những cái file listening part 1 thôi. Bởi vì đó là những cái phần dễ nhất, toàn là câu đơn, nói rất là chậm và dễ nghe. Chứ nếu mà mới bắt đầu mà vô nghe những cái đoạn hội thoại của part 3, part 4 TOEIC á thì nản lắm các bạn ạ, à. Người ta nói nhanh cực kỳ đó. Rồi, và ngoài yếu tố về quality thì các bạn nên chú ý yếu tố về quantity, tức là số lượng đó. Ở đây mình nói đơn giản là cái thời lượng các bạn dành ra mỗi ngày để luyện nghe. Thì mình khuyên các bạn á, là nếu mà chúng ta mới ở trình độ basic, trình độ cơ bản thôi mà chúng ta luyện nghe á, thì mỗi ngày các bạn chỉ nên nghe tối đa từ 5 tới 10 phút thôi nha, không nghe nhiều hơn nha. Nhiều bạn là có một cái động lực rất là lớn, các bạn mới bắt đầu vô luyện nghe là nghe 1 tiếng, 2, 3 tiếng rất là nhiều. Nhưng mà như vậy mình khuyên các bạn là không nên, bởi vì trình độ của mình còn thấp á, thì mình nghe ít thôi, đó, cố gắng nghe ít thôi. Bởi vì nếu mà nghe quá nhiều á, thì nhiều khi là mình sẽ bị nản đó các bạn. Và lời khuyên thứ hai khi luyện nghe á, là mình khuyên các bạn là nên luyện những cái file nghe mà nó có những cái topic, những cái chủ đề mà các bạn yêu thích và các bạn quan tâm tới nó. Khi mà chúng ta học bất cứ một cái thứ gì á thì quan trọng nhất phải là động lực và sự yêu thích đối với nó thì chúng ta mới học được, đúng không? Ví dụ các bạn yêu thích sách đi thì các bạn hãy lựa chọn những cái bài nói nào người ta nói về chủ đề về sách. Nếu các bạn yêu thích chuyện tranh hay là cái gì đó thì các bạn cũng lựa chọn những cái topic tương tự. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những chủ đề các bạn yêu thích, các bạn đã nghiên cứu kỹ và có một vốn hiểu biết về những chủ đề này trước đây rồi. Vì vậy khi mà nghe người ta nói về những cái chủ đề đó, dù là bằng tiếng Anh đi nữa, thì trong não các bạn cũng đã có sẵn một số vốn từ và hiểu biết rồi. Các bạn rất là dễ đoán được ý nghĩa của những cái từ tiếng Anh đó. Vậy các bạn nghe vừa có hứng thú mà vừa hiểu dễ hơn so với việc các bạn lựa chọn nghe những cái topic hoàn toàn xa lạ mà chúng ta không có một chút kiến thức nào về nó. Ví dụ là bản thân mình nè các bạn, thì mình là một người rất là thích coi bóng đá các bạn đó. Bởi vậy thì mình thường lựa chọn những cái podcast cuộc sống của những cầu thủ hoặc là những đội bóng đó, nghe rất là dễ nghe bởi vì mình đã có tìm hiểu về những cái kiến thức đó rồi. Coi những cái đó mình vừa cải thiện kỹ năng nghe mà vừa tăng cường cái vốn hiểu biết về cái chủ đề mà mình yêu thích nữa. Quá tuyệt vời các bạn, một công đôi việc. Rồi, và lời khuyên số 3 của mình dành cho các bạn á, đó là khi các bạn nghe thì chắc chắn sẽ có trường hợp là có những đoạn mà chúng ta nghe không hiểu, đúng không? Rõ ràng rồi, bởi vì mình đâu phải là người bản xứ đâu các bạn. Thì khi mà gặp trường hợp đó thì mình khuyên các bạn là các bạn nên note lại cái khúc mà các bạn không nghe rõ. Không cần note quá nhiều đâu, chỉ cần ghi là phút thứ bao nhiêu tới phút thứ bao nhiêu là được rồi. Rồi sau đó các bạn cứ nghe tiếp, không cần phải dừng lại nghe đi nghe lại đoạn đó làm gì hết các bạn. Mình cứ nghe liên tục thôi. Đoạn nào không biết mình note sơ sơ vậy đó. Đó, để tí nữa mình nghe lại sau. Bởi vì nếu mà các bạn vừa nghe vừa dừng, vừa nghe vừa dừng như vậy thì nó sẽ làm đứt cái mạch hiểu của mình và làm công việc nghe rất là nản và mệt. Rồi, và ở bước tiếp theo thì lời khuyên của mình đó là sau khi các bạn nghe hết cái file nghe đó rồi thì các bạn đã có một cái bản note lại những cái khúc mà mình nghe không rõ, đúng không? Thì đây là khúc các bạn cần phải nghe lại đó. À, cần phải nghe lại cái khúc đó. Khi nghe lại á thì các bạn đừng có vội nhìn vô tờ nội dung mà các bạn hãy cố gắng nghe bình thường thôi, nghe lại khúc đó và đoán xem nội dung của cái đoạn đó đang nói về cái gì. Đầu tiên là mình cố gắng đoán trước, sau đó mình hãy nhìn vào cái tờ script sau.
Và ở đây để đoán được á, thì mình khuyên các bạn là các bạn nên nghe cái đoạn phía trước và cái đoạn phía sau của cái khúc đó. À, tức là mình sẽ căn cứ vào ngữ cảnh đó các bạn, hiểu không? Các bạn căn cứ vào ngữ cảnh phía trước người ta nói gì, phía sau người ta nói gì, rồi từ đó các bạn đoán được xem là khúc ở giữa người ta đang nói về cái gì. Đó là một cái thói quen rất là tốt, bởi vì các bạn lưu ý là không phải ai cũng có thể hiểu hết tất cả những từ vựng tiếng Anh được đâu, nhiều từ vựng lắm ai hiểu được hết các bạn. Nên các bạn cần phải tập được một cái bản năng rất là hay ở trong luyện nghe, đó là khả năng đoán nghĩa đó. Mình nghe, mình dựa vào những cái từ phía trước, mình đoán được cái từ phía sau. Rồi chuyển sang cái bước cuối cùng. Sau khi các bạn đã nghe cái bài nói đó xong, và sau khi các bạn nghe lại những cái khúc mà các bạn chưa rõ xong rồi á, thì cái bước cuối cùng các bạn nên nghe lại toàn bộ cái bài nói đó thêm một lần cuối nữa. Và lúc này các bạn vừa nghe vừa nhìn vào cái tờ giấy ghi nội dung của bài đó, thì lúc này là các bạn sẽ biết chính xác nội dung của từng từ là gì rồi. Các bạn nghe lại và từ đó các bạn có thể hiểu ra được những chữ mà hồi nãy mình miss là gì. Và mình cũng có thể xác nhận lại xem những cái từ mà mình đoán nghĩa hồi nãy là mình đoán đúng hay đoán sai. Các bạn hiểu ý mình không? Để từ đó mình vừa cải thiện từ vựng mà vừa cải thiện kỹ năng luyện nghe thêm một lần nữa. Đó. Rồi và đó là toàn bộ những tip, là những bước mà mình đã giới thiệu với các bạn để cải thiện kỹ năng luyện nghe đó, về bài thi TOEIC, bài thi IELTS hay là kỹ năng nghe giao tiếp nói chung đó. Bởi vậy nếu mà các bạn áp dụng những cái bước này thì mình tin chắc là kỹ năng nghe của các bạn sẽ được cải thiện phần nào. Rồi và nếu video hữu ích đừng quên hãy để lại cho mình một like và một subscribe các bạn nhé. Mình là anh Lê, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.